Này các bạn sinh viên Việt Nam, lắng nghe này, có thông tin cực quan trọng đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những kỹ năng hàng đầu mà mỗi sinh viên Việt Nam cần có để thành công trong thị trường việc làm hiện nay. Đầu tiên, không thể thiếu kỹ năng giao tiếp. Dù là gửi email cho giáo sư hay trình bày ý tưởng, việc diễn đạt rõ ràng và xúc tích là vô cùng quan trọng. Tiếp theo, chúng ta cần khả năng giải quyết vấn đề. Các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những người có thể tư duy nhanh nhạy và đương đầu với mọi thử thách. Đừng quên tinh thần đồng đội nhé! Làm việc nhóm hiệu quả không chỉ cần thiết cho các dự án học tập mà còn là kỹ năng tối quan trọng ở bất kỳ môi trường làm việc nào. Trong thời đại này, sự hiểu biết về công nghệ cũng là một lợi thế. Từ sử dụng thành thạo Excel cho đến những kiến thức lập trình cơ bản, việc nắm vững công nghệ sẽ giúp bạn nổi bật hơn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chính là khả năng thích ứng. Thị trường việc làm luôn biến động và sự linh hoạt sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Vậy còn chỗ gì nữa? Hãy bắt đầu rèn luyện những kỹ năng này ngay từ bây giờ và chứng kiến tương lai của bạn rộng mở.